Chào quý anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý anh chị các bạn quay lại với kênh Sài Gòn Now. Và hôm nay là quý anh chị các bạn, em đang trên đường đi ra ngay chỗ trụ sở công ty Alibaba, ngay chỗ số 120-122 Kha Vạn Cân nha quý anh chị nha. Thì cái vụ công ty Alibaba với lại CEO là Nguyễn Thái Luyện và giám đốc là Nguyễn Thái Lĩnh đang bị công an truy tố và điều tra khá nổi trong những cái ngày vừa qua ha quý anh chị ha. Thì ngày 28 tháng 8 á quý anh chị, là các cục điều tra và các cơ quan ban ngành chức năng đã vào cuộc và điều tra về việc là hành vi lừa đảo của công ty Alibaba. Và hôm nay thì ngày 23 tháng 9 em có nhận một cái thông tin, đó là trụ sở chính của công ty Alibaba nằm ngay trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức nha quý anh chị nha, là hiện tại đã bị lấy lại, bị chủ đó, cái chủ nhà đó, quý anh chị lấy lại và không cho công ty Alibaba thuê nữa. Và hôm nay tất cả các nhân viên đều không đi làm việc. Và ok, để xác minh cái thông tin này thì em quyết định sẽ đi ra ngoài đó và xem thử nha quý anh chị nha. Và hiện tại em đang ở trên đường Phạm Văn Đồng, đang đi lên cầu Bình Lợi nè quý anh chị. Và cái vụ việc này thì nó có những cái thông tin đó quý anh chị, thì em xin điểm lại cho quý anh chị xem nha. Thì thứ nhất á, là cái vụ việc này á, nó đã diễn ra vào tối ngày 18 tháng 9 quý anh chị. Tối ngày 18 tháng 9 thì cụ thể là vào 2 giờ trưa ngày 18 tháng 9 thì các cơ quan chức năng đã vào cuộc và đọc lệnh tạm bắt giam Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh tại số là 120-122 Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Và sau đó các cơ quan ban ngành đã tịch thu một số cái tang vật ở công ty và chuyển về để phục vụ cho việc điều tra. Và có một cái con số mà rất là kinh khủng luôn quý anh chị, đó là trong quá trình điều tra thì tịch thu, thì ngay vào cái thời điểm ngày 18 tháng 8 cơ quan chức năng đã tịch thu về là 9 tỷ đồng cộng 20 miếng vàng, 20 thỏi vàng quý anh chị nha, cộng thêm một số cái giấy tờ vân vân, rất là nhiều các thùng hồ sơ để phục vụ việc điều tra. Và theo cái lời khai ban đầu ghi nhận từ các nhân viên và những cái người mà khách hàng bị lừa, thì cơ quan chức năng đã đưa ra một cái thống kê ban đầu, đó là công ty Alibaba đã lừa đảo khoảng tầm 6.700 người. 6.700 người nha quý anh chị, với số tiền lên đến ước tính ban đầu là 2.650 tỷ đồng. Rồi quý anh chị thấy kinh khủng chưa? Tức là số tiền lên 2.650 tỷ đồng hả quý anh chị. Tức là chỉ là ước tính ban đầu. Và sau đó thì công ty Alibaba liên hệ với từng khách hàng, cho nhân viên liên hệ từng khách hàng và nói là khách hàng hãy ký vào cái đơn, đó là không truy tố Alibaba và công ty sẽ trả lại tiền, hoàn lại tiền cho khách hàng. Nhưng mà thực sự á, thì khách hàng không nhận được câu trả lời thỏa đáng quý anh chị. Có nhiều khách hàng thì sẽ hỏi là khi nào thì sẽ trả tiền, nhưng các nhân viên và bên công ty không trả lời cụ thể thời điểm, khiến cho nhiều khách hàng khá là bức xúc và lo toan. Và trong mấy ngày vừa qua, khá nhiều khách hàng từ các tỉnh lên và khiếu kiện công ty Alibaba đối với cơ quan chức năng. Và hiện nay vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra nha quý anh chị nha. Rồi, vậy thì cái công ty này nó đang là lừa khách hàng với một số tiền là siêu khủng, là hơn 2.600 tỷ. Đó chỉ là cái số tiền ban đầu mà cơ quan điều tra có thể là đưa ra. Thì mình nghĩ là nếu mà số tiền thật sự có thể là còn nhiều hơn như thế, rất là nhiều. Bởi vậy bây giờ thì mình đang đi ra ngoài chỗ cái khúc này, đó là đường Kha Vạn Cân, và mình sẽ xem thử là thực hư cái việc là hiện nay công ty Alibaba đang ngưng hoạt động và không có nhân viên đi làm hay không. Quý anh chị đồng hành cùng mình nha.
Thì lý do tại sao mà công ty Alibaba bị cơ quan chức năng vào cuộc truy tố, thì ông Nguyễn Thái Luyện từ năm 2016 đã mua các cái khu đất nông nghiệp đó quý anh chị, nhưng mà không được quyền chuyển lên thổ cư và không được làm dự án, chưa có một cái dự án nào như vậy hết. Thì ông ta dùng cái đất nông nghiệp này rao bán cho khách hàng với giá rẻ hơn so với giá thị trường, và ông ta hứa hẹn là sẽ lên thổ cư và tách sổ ra từng nền. Thì có hai hình thức mà ông ta huy động vốn. Cái hình thức thứ nhất đó quý anh chị, đó là khách hàng sẽ mua lô đất và nhận lô đất, sau đó công ty sẽ tách sổ phân lô và chuyển nhượng quyền sử dụng cho khách hàng. Cái hình thức thứ hai đó quý anh chị, đó là khách hàng sẽ không nhận đất và sẽ giao toàn quyền sử dụng đất lại cho công ty, nhưng mà ngược lại thì khách hàng sẽ nhận được một cái mức chiết khấu hoa hồng cực kỳ hấp dẫn, đó là 14% trong vòng 6 tháng hoặc là 28% trong vòng 1 năm. Quý anh chị cứ tưởng tượng đi, nếu gửi ngân hàng thời điểm đó năm 2016 chỉ khoảng tầm từ 5-6% trong vòng 1 năm, thì bên công ty đưa ra một cái mức lãi suất là cực kỳ ưu đãi, đó là 28% trong 1 năm. Thì rất là nhiều khách hàng cảm thấy rất là hài lòng về điều này và giao lại lô đất cho ông ta. Đấy. Thì cái mô hình của anh Luyện này rất là thành công trong 3 năm vừa qua. Bởi vì 3 năm vừa rồi thì cái giá bất động sản của toàn thể cái khu vực là thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và tất cả các vùng đều lên với tốc độ chóng mặt, có thể lên tới tỷ suất tới hơn 100% trong vòng 1 năm. Bởi vậy nên việc ông ta dùng 28% để trả cho người ta thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà cái sai của anh Luyện ở đây chính là cái việc là anh ta không có tách sổ và chia nền ra được cho khách hàng. Và anh ta cứ hứa lần hứa lựa. Và dẫn tới cái vụ việc đó là một số khách hàng là đòi tiền lại nhưng mà không đòi được. Và cuối cùng các khách hàng đưa ra cái cơ quan chức năng. Và vụ việc nó càng ngày càng lớn và cuối cùng các cơ quan chức năng phải vào cuộc thôi quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy cái bác Luyện này á, bác huy động vốn rất là kinh. Đó, nhưng mà cái mà sai của bác á chính là bác đem những cái lô đất nông nghiệp nhưng mà bác hứa là trở thành đất thổ cư và bán cho người ta. Bởi vậy nên bị cấu thành cái tội lừa đảo là ngay chỗ này nè quý anh chị. Đó, ngay chỗ là cái gì? Đất nông nghiệp không được phân lô, tách sổ nhưng mà lại hứa bán với lại nhà đầu tư và khách hàng. Đó chính là đất thổ cư hay là đất ở tại nông thôn. Bởi vậy nên dẫn tới cái sự việc đó là khá nhiều khách hàng bị lừa và người ta mới khiếu kiện. Rồi ok quý vị, cái tòa nhà phía trước là cái tòa nhà mà em nói quý vị, đó là tòa nhà của địa ốc Alibaba. Và em nghe thông tin là cái văn phòng địa ốc này hiện nay là ngưng hoạt động. Thì bởi vậy đó anh em đang đến đây em xem thử nha quý anh chị nha, thực hư như thế nào. Rồi ok quý anh chị, em đang trên đường đi tới ngay chỗ cái địa ốc Alibaba này quý anh chị. Bữa nay thì em không thấy các bạn nhân viên nữa quý anh chị, không thấy các bạn nhân viên mặc đồng phục ở đây nha quý anh chị nha, mà thấy có khá nhiều các bạn nào đó thôi, mặc đồ thường hay là các vị khách hàng tới gì đó vân vân, em cũng không biết nữa. Để ok có gì em quay lại em xem thử nha quý anh chị nha. Rồi ok, để em có gì em quay lại em xem thử nha quý anh chị. Thì em kiếm cái chỗ nào hợp lý chút xíu em đứng, tại giờ đang buổi trưa nắng quá quý anh chị. Cái này bữa nay nó không làm việc luôn hả anh?
À, có hả? Dạ. Rồi, ok quý anh chị, bữa nay thấy vắng tè quý anh chị. Rồi, ok quý anh chị, đây chính là cái công ty Alibaba quý anh chị nha. Nhưng mà bữa nay em không có thấy là nhân viên nào làm việc hết trơn nè. Đó quý anh chị, này chỉ có khách hàng tới thôi quý anh chị. Đó. Ok, quý anh chị xem cùng em nha. Để em quay lên đây tí xíu, em cất cái camera quý anh chị. Rồi, ở đây nè quý anh chị, em thấy đang có bên công ty nè, đang có khá nhiều khách hàng đang tới nè quý anh chị. Ở phía dưới là cái tòa nhà là ngay chỗ cái là Alibaba Coffee thì khá nhiều người luôn ha quý anh chị ha. Đó, nhưng mà không thấy các bạn nhân viên mà mặc đồng phục đồ vân vân, khá là vắng luôn. Rồi ok, thì hôm nay em chứng thực cho quý anh chị là cái tòa nhà có hoạt động hay không ha. À, thì có gì quý anh chị xem tiếp cái video tiếp theo của em nha. Giờ em sẽ đi hỏi một số thông tin xem thử mọi người trả lời như thế nào về cái vấn đề này nha quý anh chị nha. Rồi em sẽ tổng hợp, em sẽ nói cho quý anh chị biết nha.